tao về thằng nhóc nhà kế bên. Lòng thì thắt tim đau vì vô tình nghe cái tên. Bước vào quán cà phê, ly cà phê đá còn chưa tan, mà mấy cô kể như đúng rồi, câu chuyện này quá đầm bàn. Bạn gái tôi còn chưa 18, mấy bà đồn thổi rằng nó có thai. Chở con ghệ đi các bà nhỏ đó làm gái. Ôi ôi mấy bà xóm này, chuyện gì cũng biết, ôi thật quá hay. Như camera ở khắp phố phường, chuyện gì cũng biết, ai cũng bỏ tay. Mình đừng ngỡ phóng xe về tự nhiên lại mình. Hàng xóm là hàng xóm tôi yêu, hàng xóm là hàng xóm tôi.